Vâng, chúng tôi cảm ơn quý vị vẫn theo dõi băng tần quen thuộc của SCT 571 để theo dõi chương trình phục vụ cộng đồng do văn phòng luật sư Nguyễn suy nghĩ chúng tôi thực hiện cùng với sự hợp tác của nữ ca nhạc sĩ MC Dạ Lan. Gửi là chào thân anh chị Dạ Lan. Dạ Lan xin kính chào quý khán giả của SCT TV và kính chào luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Chúng ta hôm nay lại gặp gỡ nhau trên màn ảnh của SCT TV có nhớ một câu nhạc trong uh, bài của Phạm Duy là phố phường nhiều chiều vắng quê hương dạ. thì không biết là chị Dạ Lan bận rộn có nhớ rằng thứ sáu tuần vừa rồi là Trung Thu không? Dạ có nhưng mà không có lúc đó là đang ở trên núi à, chưa về nghĩa, nghĩa có hứa với lại là bố mẹ là sẽ mua một cân bánh gồm à, nhưng mà gồm cả hai bánh nướng hai bánh dẻo thôi dạ. để mà để mà đến uh, ăn bánh uống trà với bố mẹ trong Tết Trung Thu mà rồi bận rộn quá là cứ tưởng là tuần này bắt đầu mới vào Trung Thu mà <laughs> vừa rồi nghĩ nhớ là đã làm Trung Thu và mình có biết rằng là tại vì trong tuần tuần trước nữa đó, thì khi ừ. Nghĩa đi ngang cái khu mà My Square Park đó yeah. thì Nghĩa có thấy là uh, cái My Square Park nó thuộc về địa hạt một tức là thuộc về địa hạt mà của Andrew Hoàng Đỗ chúng ta nghe tên quen thuộc đó và bây giờ có sự uh, có như tránh văn phòng là luật sư Trần Thái Văn đấy yeah. thì chúng tôi thấy họ có đề cái bảng là mừng uh, lễ hội Trung Thu yeah. cách đây cách đây hơn một tuần rồi tại nó cũng là một cái hình ảnh uh, một cái sinh hoạt rất là văn hóa bởi vì không phải chỉ cho cộng đồng mà người Mỹ gốc Việt không mà tất yeah. cả mọi người trong quận hạt địa quận hạt Orange Cao mà không phải địa hạt một chắc chắn là cái tin tức đã được gửi uh, gửi đến tất cả các địa hạt khác. Yeah. Thành ra khi người ta đến người ta cũng biết bánh nướng như thế nào bánh dẻo ra làm sao. Thành ra uh, cho đến bây giờ thì chúng tôi thấy rằng là ở, ở tại Nam Cali này thì cũng có nhiều nơi họ làm cả bánh nướng bánh dẻo tại nhà đấy chị ạ. Năm ngoái thì năm mọi năm thì chị vẫn làm ở nhà. Chị làm á hả? Chị làm chứ chị à. học làm từ hồi mà ở Việt Nam là. Ở đây à? thì chị làm bánh nướng bánh dẻo nhà mà, mà chỉ cho nhà dùng qua thôi. đây đi kho đẹp lắm hả? cho nhà dùng thôi hay là có bán nữa? không, nhà dùng thôi. À, với lại nói. mỗi một ngày, ví dụ Noel, chị phải đổ mấy chục ổ bánh sinh nhật để ờ. mà nhà dùng B rồi ba bản bạn bè à? Oh, à? Từ vì chị học làm bánh từ bé, nhà à. có hãng bánh kẹo ở Việt Nam. rồi <laughs> quý vị, tới quý vị theo dõi chương trình muốn có bánh Noel <cười> <cười> trong mùa Noel này thì liên lạc chị. năm ngoái dạ. chị làm bánh Trung Thu. À. Nhưng mà năm nay bận quá không có thì giờ nhúng nhích thành thử thua luôn Nghĩa thấy thì là ăn được một vài tiệm thì thấy Bảo Hiên Rồng Vàng yeah. là làm tương đối là ngon Và chúng tôi nghĩ rằng là hiện tại bây giờ tại vì lớn tuổi ngay cả cá nhân nghĩa bây giờ nhiều khi ra ngoài cộng đồng các cô chú quen đó là người trẻ tuổi này kia Nhưng mà thưa các cô chú năm nay Nghĩa cũng ngoài 60 rồi thành ra cũng bắt đầu là mình phải tìm thì không những là kiên mà cũng bắt đầu cũng phải tìm uh, cố gắng hy vọng là nhiều những thiện nguyện viên sẽ ra sinh hoạt trong cộng đồng để chúng ta có thể trao truyền lại những cái trách nhiệm cho những cái lứa tuổi 30, 40 uh, để mà gánh vác những chuyện cho cộng đồng thì cũng phải kiên bớt, kiên bớt. thành ra thấy là như là theo như kinh nghiệm của chị thì như bánh rẻo mà hay bánh nướng mà nhân đậu xanh hay nhân sen thì nó, nó đỡ đường hơn là những cái món kia À, thực sự mà nói đó thì cái nào cũng đường nhiều lắm à, à? dạ, nếu mà mình xên không có đủ đường á, nó không ngon phải oh. xên ướt đẫm đường mà thực uh, năm nay là cái năm đầu tiên dạ lan bị là khi ăn đường nhiều nó sẽ nhức mình nó bị off credits oh, thành vậy thử vậy. Cái, cái đó nó relay với nhau ăn thịt bò ăn tôm ăn đường ba cái đó và uh. cái kinh nghiệm là của mẹ là đã bị cancer ba yeah. cũng bị cancer yeah. Ở thành thử bây giờ là chính nhà Lan phải kiêng đường. Thành ra mình phải ăn ít đi. Mình ăn thôi. chút thôi. Ăn chút thôi và uống trà thật nhiều. Dạ. Để, đó, để cho nó, nó giúp trà nó, xanh. Nó đỡ hơn. Nó giúp. À, chúng tôi có một cái tin mà được uh, người bạn báo cho biết là chị đã còn nhớ anh Vũ Hưng mà có cái uh, tiệm mà bán tất cả những à, quần áo, đồ, à, đồ, đồ quân, quân phục đó. Quân đội quân phục với à, lại chưa hiệu. Đúng rồi. Hình như trên đường uh, Moren thì phải dạ. thì quý vị đi vào dạ. đường Moren thấy có một cái cái lắc cờ Đại kỳ của uh, đại kỳ của Bên quốc gia Việt Nam nha đấy, Thọ đó. đó thì là thì quý vị biết là đó là văn phòng bán đồ quần quân phục quần áp, của quân đội uh, quân lực Lào Cộng Hòa của anh Vũ Hưng thì chúng tôi được biết là vào ngày thứ bảy này mùng 7 tháng 10 anh sẽ tổ chức một cái chương trình không những là tại uh, Diamond Seafood số 1 đó chị yeah. trên đường Beach phía Lam Sơn À, đặc biệt anh Vũ Hưng là tổ chức chương trình là cũng để tất nhiên là giới thiệu về cơ sở của anh nhưng mà đặc biệt lúc nào cũng có những cái sự đóng góp của cá nhân anh cũng như những bạn bè thân hữu để giúp cho những thương binh tại Việt Nam. Dạ đúng anh Hưng thì anh rất là tốt, ngày xưa anh Lan hát cho thương phế binh ở ngoài ở ngoài phạt chỗ gần Rô đó. Vâng ạ. À, hồi đó Asia mình tổ chức. Vâng, thì như... quần áo thì huy hiệu hay mũ gì cũng phải chạy tới anh Dạ, vâng. và anh cũng có cái giá nới lắm dạ. dễ dàng cho đồng hương quần áo thì có thợ người ta sửa luôn tại đó dạ. cho mình rất tiện dạ. và chúng tôi nghĩ rằng là cái địa điểm đó là một cái nơi mà chắc chắn là chúng tôi kêu gọi các uh, uh, các cô chú bác trong uh, liên hội Kỳ chiến sĩ này dạ. trong uh, tập thể chiến sĩ tây nam vùng tây nam cũng như tất cả những uh, các trường võ bị quốc gia cũng như là trường các quân của, binh chủng, ở binh chủng hải rồi này. thủ đức đó dạ. là khi chẳng hạn như cá nhân của chúng tôi bố là một thượng sĩ già không quân dạ. cũng đến anh hưng dạ. nhưng mà không dám <laughs> xin đồ đồ bay mặc dù là người hồi còn bé là nhìn mấy đồ bay thích lắm nhưng không phải đồ bay chiến đấu được tại mình không có đủ tư cách đó thành ra nói anh cho cái đồ bay nào mà của bên chẳng hạn như tiếp liệu này kia được không thì không đoàn nào rồi phi đoàn nào là anh đều biết hết thì dạ. có đó và có cả cái tên uh, Tư nghĩa bên uh, bên trên ngực áo đó. đó là những điều hãnh diện mà của những người khi mình thấy rằng là cha anh mình đã đóng góp trong quân lực trong cộng hòa như thế nào thành ra chúng tôi kêu gọi là quý vị nên khuyến khích con em quý vị đến thăm cái cơ sở của anh vũ hưng để nhìn thấy tất cả những bộ quân phục đó và chẳng hạn trong những cái mùa mà họp mặt của nghĩa là không quân hải quân nhảy dù thủy quân lục chiến dạ. đó. và tất cả anh có tất cả huy hiệu của từng đơn vị yeah. cũng như quân nhạc của ông xã Dạ Lan anh cũng có cái yeah. huy hiệu đó luôn. Yeah. Chứ mình làm sao mình có những cái đó được. Dạ. Yeah. Yeah. Thành ra nếu mà có những cái sinh hoạt đó thì các không những là các con mà những khi các cháu nội cháu ngoại trong gia đình sẽ thấy gần gũi với ông nội ông ngoại hơn. Dạ. Yeah. Và hiện tại chúng ta có những sinh hoạt của có ít nhất là cũng có hai tập thể hậu duệ ở, ở miền những, Nam Cali này. Những em kết nối Dạ, thành ra chúng ta cần có những anh em trẻ đó họ tham gia vào trong sinh hoạt cộng đồng họ cũng sẽ biết cái sự hình thành của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ra làm sao biết biến cố 30 tháng 4 thế nào biết về ngày 19 tháng 6 về cả những cái, cái, những sự thật về cuộc chiến Việt Nam để thấy rằng là cái quan trọng nhất một nước Việt Nam mà được mà gọi có thể là hùng cường và không có sợ bất cứ một phải lệ thuộc bất cứ một quốc gia nào cho dù đó là Mỹ hay là Tàu hay là Nga đó, thì chúng ta cần phải có một cái sức mạnh của riêng mình yeah. và ở một cái tư thế trung lập thành yeah. ra điều đó là chúng ta thấy rằng là phải có cái sự vận động tức là trong nước cũng như ngoài nước người dân trong nước đòi hỏi những cái quyền đó để chúng ta thấy rằng khi mà có những cái vụ mà đang xảy ra trên, trong trong tại hoa kỳ này như là chúng ta thấy hiện tại bây giờ là mới hôm nay là bắt đầu một cái vụ xử của ông cựu tổng thống trump ông trump và tại, biden tại, tại new vâng, tại york à. hay là con trai của ông biden ấy, thì chúng ta thấy là luật lệ ở bên hoa kỳ này là tam quyền phân lập chuyện dạ. đó tức là hành pháp lập pháp hành pháp, áp pháp nó phải nằm trong cái khuôn khổ của tối cao pháp viện và không có một cái ngành nào mà có thể lấn áp qua lần ngành kia mà phải yeah. có sự tương tương nhiệm và nặng và sinh hoạt trong cái hệ thống coi như hiến pháp đó thành ra chúng ta thấy rằng là ngay cả một cái người từng là nguyên thủ của quốc gia, quốc gia mà không phải ông tổng ông thống trump ngày xưa ngay cả ông trước đây lâu lắm rồi nghĩa không nhớ là ông tổng thống nào mà gần đây chúng ta thấy ông cả ông bill clinton cũng đã coi như là bị đưa ra để xem coi có bị chốt phế hay không vì yeah. vấn đề mà đạo đức hoặc L -L là L -L vâng rồi chẳng hạn như về ông trump bây giờ Đó, thành ra chúng ta sẽ trở lại cái phần hai của cái chuyện mà phục uh, vụ cộng đồng để chúng ta thấy rằng là trong cộng đồng chúng ta sẽ có những cái vấn đề nào để làm cho cộng đồng chúng ta càng ngày càng vững mạnh và mình hiểu rõ được cái tình hình ở đất nước hoa kỳ hơn thưa chị yeah. Có được làn da mịn màng, trắng hồng, rạng rỡ, căng tràn sức sống là niềm mơ ước của hầu hết các cô gái và phụ nữ. Để giữ cho cơ thể trẻ, khỏe và đẹp, chúng ta có Venus Ginseng, được xem là dược thảo thanh xuân dành cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Đây cũng là sản phẩm đến từ Hoa Kỳ. Xin quý vị hãy gọi cho International Home Shopping để đặt mua cho mình Venus Ginseng ở số điện thoại 1888 680 6689 Chúng tôi xin cảm ơn quý vị khán giả đồng hương muốn giữ băng tần quen thuộc SCT 5771 để theo dõi chương trình phục vụ cộng đồng do văn phòng chúng tôi thực hiện hàng tuần trên đài SCT cùng với sự cộng tác đặc biệt của nữ ca nhạc sĩ MC Dạ Lan thì là chào thân ái anh chị Dạ Lan. Dạ Lan xin trở lại với tất cả quý vị với chương trình sinh hoạt phục vụ cộng đồng. Chị Dạ Lan là Chuyện. coi như là phải ở lại đất nước Việt Nam sau khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã chiếm toàn cõi Việt Nam cho đến 10 năm sau mới được định cư. 10 năm sau mới được lên máy bay. Và, và, và ngay cả đến bây giờ khi quá. mà chị theo dõi những sinh hoạt của trong nước thì chắc chắn không bao giờ chúng ta thấy có một cái tòa án nào mà đưa ông Nguyễn Tấn Dũng hay là ông Đỗ Mười hay là ông Nguyễn Phú Trọng à, Nguyễn Phú Trọng đang đương kim thì không đưa rồi nhưng mà đấy không dám đưa đâu <laughs> Mấy mà, ông đó không ai dám Nhưng mà đâu. ở Hoa Kỳ này thì là ngay cả tổng thống cũng không qua được những cái yeah. hệ thống tư pháp là một hệ thống độc lập yeah. để họ xét xử những người nào làm không đúng. Rồi ngay cả những người thân của những đương kim tổng thống như con trai của Biden, yeah. đó, họ nói rằng là đã có những cái uh, coi như là vi phạm và có những cái sự sắp xếp uh, coi như là không có thẳng tay của sở thuế đối yeah. với con trai có của sự Biden. Bao che. Yeah thì ngược lại trong cái vấn đề tòa án nó có những cái mà chúng ta thấy rằng là phải phải chúng ta phải tìm hiểu nhiều về đất nước của Hoa Kỳ chúng ta biết là nó có những luật của tiểu bang và những luật của ừ, liên bang, bang. nhưng mà tại sao mà hôm nay ông, ông tổng thống của Hoa Kỳ lại bị đưa ra bên tòa xử á, trial luôn đó tại uh, tiểu bang tại cái tòa của tiểu bang tại New York uh, mà chỉ về vấn đề mà uh, civil fraud Yeah. một cái hình một cái tội trạng về vấn đề mà gian lận về vấn đề thuế má này kia gì đó thì mà chị thấy để ý nha À luật pháp Hoa Kỳ đó chị thấy nó không phải nó không cái có... nó không có dễ đâu khó lắm một cái tội mình tưởng là một cái tội thôi ai à, giờ đó khi mà người ta phán quyết xong là nó ra nó chỉ ra bao nhiêu nhánh à, tội 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 nó láo, tội tội ăn cáp nhưng mà một cái ăn cáp thành ăn cướp rồi nói láo rồi đủ thứ nó Không, chuyển, thì nó, nó thì trong vấn đề nó mà nhiều cái nó trước khi mà ra tòa khi mà khi gọi là ra tòa đó tức là đang xét xử là tòa xét xử nó khác trong thủ tục lúc đầu mà nộp đơn để truy tố đó, thì chúng ta đều biết rằng là khi nộp đơn truy tố thì văn phòng biện lý chẳng hạn chúng ta có văn phòng biện lý tại quận hạt này dạ. chúng ta có văn phòng biện lý tại tiểu bang đó là của tiểu bang còn bên văn phòng biện lý của bên uh, cấp liên bang và văn phòng biện lý của nghĩa là của của bên uh, của bộ tư pháp của Hoa dạ. Kỳ đó chị giống như là họ đã phải truy tố uh, bên cái vụ của ông, con con trai của Biden như dạ. vậy thành ra họ phải điều tra và trong lúc điều tra đó thì mới truy Để họ đẻ ra, những cái ra này, và những họ cái sẽ kia. tìm ra là có những người nào họ coi như đòi hỏi phải ra làm nhân chứng trong đó, yeah. ta thấy có những người con của ông, ông Trump trong vụ này nữa, yeah. thứ như vậy đó. Nhưng họ phải tìm hiểu thật kỹ trước khi họ muốn truy tố vì họ không muốn truy tố để rồi bị bị, bị trắng án không có được xử như họ muốn. Yeah. Mà ngay cả bây giờ chúng ta thấy. À, những người nào mà ủng hộ ông trump thì rất là thích cái lối phát biểu của ông trump thì ông ta dùng vào cái quyền mà để nhất tu chính án của nước mỹ yeah, đấy, là yeah. những cái quyền như thấy như là phát biểu tự do đúng phát rồi biểu. tự do phát biểu là tự do ngôn luận tự yeah. do biểu tình nè tự do đi lại yeah. đó là những cái quyền mà chúng ta thấy trong cộng đồng chúng ta nghĩa là rất là coi như sử dụng cái quyền này rất nhiều thí dụ như về vấn đề biểu tình yeah nhưng mà ngay cả trong tất cả những cái quyền để nhất tu chính án trong hiến pháp đó thì nó cũng không phải là tuyệt đối. Uh -huh. Chẳng hạn như đi biểu tình thì không thể nó đi biểu tình 10 giờ tối được. Yeah. Hay là 6 giờ sáng được. Yeah nó phải có giờ giấc của nó và, và biểu tình bất bạo động đó. bất bạo động rồi âm thanh phải sử dụng thế nào và ừ. chỗ nào được đứng biểu tình yeah. không được số lề đường ở trên thí dụ trên như lề trong cộng đồng chúng ta đó gần đây nhất chúng ta thấy khi mà biểu tình chẳng hạn vụ trần trường chúng ta vào trong những cái đỗ đậu xe của cái khu trần trường đó yeah. thì người ta không được chị ạ yeah. chị biết tại sao không yeah. tại vì những cái bãi đậu xe đó chị biết là quyền của thuộc chủ quyền của ai không của chủ phố đúng hả? rồi mà chủ phố nhưng mà phố... hồi đó mình làm tốt luôn luôn thì bởi mà lúc đó nghĩa ra hồi đó là ban nhạc chị ông ông xã chị đờn vâng bao rồi. nhiêu ngày tháng thì đó thì à, cảnh sát nó có thể vi vào chuyện đó để mà và chủ phố họ họ bị kẹt cái là khi vào đó rồi thì không có chỗ đậu xe ra vào không được buôn bán không được coi như chỗ đó là đóng đó. cửa hoặc là bên chỗ kỳ biểu tình ở Đàm Vĩnh Hưng ở ngay góc Phúc Khớp với lại uh, Bôn Sa đó chị yeah. Thì cũng trong tại chỗ khu đậu xe của cái nhà hàng đó Royal yeah. Thì cái đó cũng là tư nhân yeah. Thành ra nếu mà tư nhân cho phép thì được yeah. ừ, Thì nhiều khi họ phải xin phép nhưng mà rồi cũng phải xin phép với thành phố để tổ chức biểu tình ở đó Rồi âm thanh này kia thành ra à. tất cả những đó nó không có phải tuyệt đối yeah. đó, Thành ra là nhiều khi cái chỗ để mà biểu tình ở những nơi đó chỉ biết là ở đâu không? là trên cái đường đi bộ. À đúng rồi, già, không có được xuống lề đường. Không được xuống lề đường mà phải đi Xuân tới đường đi lui nữa dạ. chứ không đứng tại chỗ. Không nữa. được đứng tại chỗ. Dạ. Và cũng không được ngăn chỗ cho những người khác họ đang đi trên đường đó cho những chuyện khác chứ không phải tham dự đoàn biểu tình. Nói chung thì ngay cả tự do ngôn luận là cái điều mà ông ông tổng ông nguyên tổng thống Trump đang sử dụng bây giờ là có trong những cái vụ mà về hình sự khác của ông thì ông uh, luật sư đặc biệt mà ông Smith á Yeah. ông đang xin tòa là để ngăn cho ông Trump để bịt không miệng được ông Trump lại. Không, không. mà như vậy thì cũng nhiều người <laughs> cũng không được. họ họ đang sống ở nước Mỹ bao nhiêu lâu nào yeah. tự do nói chuyện rồi sao à, nhưng mà có ta. nhiều điều mà ông ta không thể nói ra vì phiên tòa đang xét xử những chuyện yeah. đó thành ra những luật lệ nó chồng chéo lắm nó không có đơn giản Và nhưng mà với một người thông minh như ông Trump nó khó lòng ông phải tìm cách chứ ông đá vào lái. <laughs> vâng bà, yeah. và và quanh của ông Trump thì cũng có những luật sư thì Rất luật giỏi luật là nó chỉ là một cái giấy tờ thành ra nó có những kẽ hở của nó. Dạ. Yeah. Chẳng hạn trong cái vụ dân sự đó ngay cả cái vấn đề dân sự bây giờ đó ông Trump ông có thể bị sự thua ngay tại tòa cấp dưới. Yeah. Nhưng, nhưng mà lên liên bang ông không, không cấp dưới thôi chị. Yeah. Cũng là của state nhé của yeah. tiểu bang nhưng không, sau khi mà ông tòa đã phán quyết như vậy đó không phải phán quyết sau cùng, yeah. tại vì bên của những người bị thua như chẳng hạn trong trường hợp của tổng thống trump, trump lại có quyền kháng, kháng cáo lên. và yeah. có thể đưa lên tối cao pháp viện của yeah. tiểu bang yeah. và nếu mà cần thiết nó còn đẩy luôn cả lên tối cao pháp viện của của liên bang. Của liên bang. Yeah. nhưng không có nghĩa là liên tối cao pháp viện của liên bang chín oh. vị bây giờ đó thì họ lại có quyền là chọn để xử vụ đó hay không chọn xử vụ đó oh. chứ không phải vụ nào đưa lên họ cũng xử đâu chị. Oh. Đó. Thành như ra, vậy thật là không bắt buộc người ta thích người ta chọn mà người ta không thích người ta không chọn thành ra trở lại trong chuyện sinh yeah. hoạt cộng đồng của chúng ta cũng vậy đó thì là cái quan trọng nhất là ở miền Nam California này chúng ta nhắc đến những cái chuyện tích cực của trong miền Nam Cali như là làm cái nơi mà ai muốn tổ chức đại hội toàn cầu là phải về Nam Cali dạ yeah, đúng rồi hiểu không hầu hết các đoàn thể dân sự của... dân sự cũng như quân đội yeah, đó. đều phải đến cái cộng đồng mình à, tại Từ vì, vì tại vì có thể nói ngoài việt nam nhiều khi là có thể cái này đúng. thủ phủ tị nạn mà vâng mà thức ăn rồi cái gì nó... mà và khí dạ. hậu thì, thì tốt. quá tốt khí hậu à, quá tốt thì sợ là nhiều khi ở những nơi khác không bay về được ấy chứ dạ à, thành ra khi ở đây nam cơ ly chúng ta mà chịu khó chúng ta Ghi, uh, coi như uh, chuẩn bị đơn nhập tịch cho càng nhiều hơn và những người nào đã có thẻ cử tri uh, rồi thì chịu khó đi bầu trong tháng 6 năm tới là đã có đi bầu rồi đó rồi tháng 11 là rất là quan trọng chúng ta phải nói lên cái tiếng nói chúng ta cho mạnh mẽ và nếu chúng ta có ba lý do mà phải thay đổi ghi danh trở lại thì lại đang còn nhớ là gì không đổi tên đúng rồi đổi đảng đổi, và đổi và đổi nhà đổi địa chỉ thì, thì đó đổi địa chỉ cho dù là quý vị ở trong cùng quận hạt như đổi từ Garden Grove sang Farm Valley hay xuống Westminster hay sang là phải ghi danh trở lại Nhưng cái quan trọng là nếu đã ghi danh rồi thì phải chịu khó đi bầu vì do tại sao? Cái tỷ lệ mà chúng ta đi bầu chỉ biết là bao nhiêu không? Thấp quá thấp vâng. à, thì Khoảng chừng 1 phần 3 số mà chúng ta có số cử tri Chủ dụ ừ. như trong uh, thành phố Westminster chúng ta có 25.000 cử tri của Việt Nam trong số 50.000 người thì chỉ có 10 đến 12.000 người đi bầu thôi. Rất là uổng quý vị, cố gắng đi bầu thật là đông đúc để tạo sức mạnh cho cộng đồng Việt Nam chúng ta. Vâng và chúng ta sẽ nói thêm về vấn đề những cái vấn đề trong cộng đồng chúng ta cũng như liên quan đến luật mà di trú và xã hội nó đều hưởng đến những quyền lợi cũng như là những cái trách nhiệm của chúng ta. Xin quý vị lưu ý chuyện đó và hỗ trợ để tạo chúng ta cùng nhau tạo nên được sức mạnh của cộng đồng của chúng ta tại Nam Cali cũng như trên tại đất nước Hoa Kỳ này. Chúng tôi cùng với chị Dạ Lan xin lời chào thân ái đến quý vị và hẹn lại quý vị trong chương trình phục vụ cộng đồng lần tới trên SCT 571 căn thuộc của chúng ta. Xin chào, xin chào. được làn da mịn màng, trắng hồng rạng rỡ, căng tràn sức sống là niềm mơ ước của hầu hết các cô gái và phụ nữ. Để giữ cho cơ thể trẻ, khỏe và đẹp, chúng ta có Venus Ginseng được xem là dược thảo thanh xuân dành cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Venus Ginseng đang là một tên tuổi được giới thiệu và khuyến khích sử dụng. Đây cũng là sản phẩm đến từ Hoa Kỳ. Sở dĩ Venus Ginseng có thể mang lại những công dụng tuyệt vời cho sắc đẹp và sức khỏe như vậy là do sự kết hợp của những dưỡng chất tinh túy như Glutathione là chất chống oxy hóa của cơ thể giúp chống lại gốc tự do, tăng cường hệ miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa cho làn da và cơ thể khỏe mạnh, tươi trẻ hơn. Tiếp đến là vitamin C và tinh chất hạt nho làm giảm việc sản xuất melanin giúp cho da trắng sáng hơn. Ngoài ra Venus Ginseng còn có chứa tinh chất collagen và hyaluronic acid giúp làn da khỏe mạnh, tươi mới, đặc biệt là làn da bị ảnh hưởng do mất nước, mệt mỏi, ô nhiễm và tuổi tác. Và cuối cùng là tinh chất hắc sâm 6 tuổi. Chứa hợp chất saponin là một tinh chất bảo vệ sức khỏe và duy trì tuổi xuân. Và saponin giúp cho thúc đẩy quá trình tái tạo máu và tăng cường oxy, giúp cho mạch máu lưu thông tốt nên có tác dụng làm da căng hồng và tươi sáng. Xin quý vị hãy gọi cho International Home Shopping để đặt mua cho mình Venus Sen ở số điện thoại 1888 680 6689 hoặc quý vị cũng có thể order online ở website www.sethomeshopping.com